Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự 22 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương đã tổ chức hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng. Nhân dịp Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giải thưởng Lenin, thay mặt Quân ủy Trung ương và cán bộ chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Phan Văn Giang đã kính mừng Tổng Bí thư lãng hoa tươi thắm. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, có cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh hoạt động diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, tăng cường chống phá trên các lĩnh vực thiên tai, dịch bệnh, hoạt động tội phạm diễn biến phức tạp, đặc biệt là đợt bùng phát dịch COVID-19 từ cuối tháng 4 đến nay, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế xã hội, sức khỏe và tính mạng của nhân dân, tác động trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trong bối cảnh đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân, khắc phục khó khăn, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2020, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những kết quả đạt được của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đồng thời hoan nghênh việc xây dựng nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Điểm lại những kết quả nổi bật trong năm 2021, bày tỏ sự đồng tình với phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, nhất là ở vùng biên giới, biển, đảo và chống tiêu cực trên không gian mạng. Quân đội phải tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong phòng chống dịch và giúp dân, tích cực, chủ động làm tốt hơn công tác dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước, thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác đối ngoại, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đồng chí Tổng Bí thư lưu ý, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, phòng chống tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, làm đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đánh giá tình hình, đề ra giải pháp cụ thể nhằm giảm số ca chuyển nặng tử vong, đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, tăng cường hệ thống y tế dự phòng và y tế cơ sở. Đây là cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh biến chủng Omicron xuất hiện mà WHO cảnh báo lây lan nhanh, độc lực chưa thể đánh giá hết, do đó kêu gọi cả thế giới tiếp tục cảnh giác, không được lơ là chủ quan. Theo báo cáo của Bộ Y tế, đợt dịch thứ tư tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2021, cả nước đã ghi nhận trên 1,4 triệu ca mắc, hơn 1 triệu người đã khỏi bệnh. Bộ Y tế nhận định tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh tại 44 tỉnh, thành phố. Nguyên nhân là do các hoạt động xã hội, người dân giao lưu đi lại bình thường, trong khi đó mầm bệnh đã lưu hành trong cộng đồng. Cùng với đó, biến chủng Delta với tốc độ lây lan nhanh, biến chủng Omicron khi lan rộng trên thế giới thì có thể sẽ xâm nhập vào nước ta, trong khi người dân có tâm lý chủ quan, không thực hiện quy định về phòng chống dịch 5K, đặc biệt là việc không đeo khẩu trang nơi công cộng. Về vaccine và thuốc điều trị COVID-19, đến ngày 14 tháng 12 năm 2021, Việt Nam đã tiếp nhận gần 169 triệu liều vaccine phòng COVID-19, đã tiêm được trên 135 triệu liều, tỷ lệ sử dụng đạt 88%, tỷ lệ tiêm chủng từ 18 tuổi trở lên trên 127 triệu liều, từ 12 đến 18 tuổi tiêm được trên 7,6 triệu liều. Tính trên toàn bộ dân số, đã tiêm được 77% liều mũi 1, 60% liều mũi 2. Đến nay, Bộ Y tế cơ bản đã bảo đảm đủ nhu cầu đối với các thuốc phòng chống dịch, đặc biệt là với 46 thuốc quy định tại quyết định số 2626 của Bộ Y tế. Về năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, tại nhiều trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh không có đủ diện tích làm việc, nhiều trang thiết bị quá cũ nên không đáp ứng được yêu cầu. Một số tỉnh không có kho lạnh để bảo quản vaccine, số lượng nhân lực y tế dự phòng thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, diễn biến tình hình còn phức tạp, biến chủng Omicron theo dự báo cho thấy tốc độ lây lan nhanh hơn chủng Delta, vì thế không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác, phải bám sát tình hình, sớm phát hiện chủng mới xâm nhập nước ta. Thủ tướng yêu cầu, mục tiêu của chúng ta phải kiểm soát được tình hình, kiểm soát rủi ro. Vì vậy, cần hạn chế tối đa lây nhiễm cho cộng đồng, giảm tối đa ca chuyển nặng, giảm tối đa ca tử vong. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để ngăn chặn các ca chuyển nặng thì phải bảo đảm người dân phải được tiếp cận từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tăng cường bản đồ COVID-19, có biện pháp phòng ngừa tốt. Thủ tướng đề nghị tập trung khâu tổ chức thực hiện và kiểm tra, nhất là bệnh nhân xét nghiệm dương tính nhưng không được tiếp nhận, do đó phải bám sát và đáp ứng ngay yêu cầu của người dân được tiếp cận y tế. Bộ Y tế cần hoàn thiện hướng dẫn cơ sở, bảo đảm dinh dưỡng, thuốc điều trị, chăm sóc tinh thần người bệnh đang điều trị, bảo đảm sẵn sàng thuốc điều trị, oxy, kết hợp đông tây y. Vaccine thì là Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm, hướng dẫn thế nào, bảo quản thế nào, rồi tổ chức tiêm thế nào cho nó khoa học, cho nó hợp lý, cho nó an toàn, cho nó hiệu quả. Thế còn các địa phương phải chịu trách nhiệm tổ chức tiêm thế nào theo hướng dẫn của Bộ Y tế để hoàn thành được các mục tiêu. Còn thiếu vaccine thì các đồng chí báo cáo với Bộ Y tế, anh Đam trực tiếp chỉ đạo cái việc này, không để thiếu vaccine. Mà bây giờ các ông chí hỏi, hai cuộc họp này tôi hỏi có chỗ nào thiếu vaccine không, thì các ông chí nói là không. Chỉ có đề nghị thêm là ví dụ như Hà Nội, anh Ngọc Anh có đề nghị thêm là phải số lượng này, thì tôi đề nghị là chỗ Bộ Y tế thì căn cứ vào các cái đề nghị của các cái tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để các ông chí giải quyết cái vaccine. Về vấn đề thuốc điều trị COVID-19, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, ngoài việc xin hỗ trợ thì cần phải chủ động bảo đảm thuốc điều trị, phải bố trí nguồn lực để giải quyết việc này, phải giải quyết vấn đề giấy phép, mua tập trung, nghiên cứu sản xuất trong nước. Về điều trị, cần huy động bác sĩ về hưu, hệ thống y tế tư nhân, chỗ nào còn vướng về cơ chế chính sách thì phải đề xuất giải quyết. Bộ Tài chính xem xét đề xuất của các tỉnh còn khó khăn, nhanh chóng tập hợp và báo cáo Chính phủ. Liên quan đến tăng cường y tế cơ sở và y tế dự phòng, y tế cơ sở thì có y tế hướng dẫn, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, phát hiện sớm, sàng lọc, điều trị F0 tại nhà, bổ sung nhân lực cho các địa bàn, cơ cấu lại, điều động nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ y tế cơ sở như tập huấn về điều trị. Những nơi xuất hiện nhiều ca nhiễm, diễn biến phức tạp thì dứt khoát phải thành lập trạm xá lưu động. Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ các chính sách tăng mức phụ cấp cho nhân viên y tế cơ sở và y tế dự phòng, Bộ tăng cường năng lực y tế cơ sở và y tế dự phòng phù hợp dự báo. Các tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, bảo đảm sản xuất kinh doanh. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, ông Birla. Nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ trong giai đoạn mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thể hiện sự coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và giữa các cơ quan lập pháp. Chuyến thăm cũng là dấu mốc quan trọng khi hai nước đang chuẩn bị có rất nhiều hoạt động thiết thực và cụ thể kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2022. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã trực tiếp thăm một số công trình kiến trúc nổi bật của Hạ viện và Thượng viện Ấn Độ, trong đó có Bảo tàng Quốc hội, nơi trưng bày lưu giữ các hiện vật và tư liệu lịch sử lập pháp quan trọng có giá trị hàng trăm năm. Bảo tàng Quốc hội nằm trong tòa nhà Thư viện Quốc hội tại thủ đô New Delhi. Được khánh thành vào tháng 12 năm 1989, đây là một mô hình bảo tàng tương tác để kể lại lịch sử đấu tranh giành tự do cũng như xây dựng nền dân chủ lập hiến tại đất nước Ấn Độ. Đoàn đã thăm Thư viện Quốc hội, một trong những nơi lưu giữ bảo tồn sách phong phú nhất ở Ấn Độ. Được thành lập vào năm 1921, mục đích chính là để hỗ trợ các thành viên của cơ quan lập pháp Ấn Độ trong quá trình làm việc. Đây là thư viện lớn nhất ở thủ đô New Delhi và thư viện lớn thứ hai ở Ấn Độ sau Thư viện Quốc gia. Thư viện Quốc hội Ấn Độ cũng là nơi lưu trữ cho các ấn phẩm của Liên Hợp Quốc và các tổ chức thành viên. Qua 3 lần mở rộng vào các năm 1956, 1966 và 1974, Thư viện Quốc hội Ấn Độ đang có quy mô lớn như ngày nay. Cũng trong chiều nay tại thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Diraja, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Masit Sitaram Yechuri và lãnh đạo Đảng Quốc đại Ấn Độ. Chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ CPI Rajai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định
Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng Cộng sản Ấn Độ, nhân dân Ấn Độ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Nhấn mạnh hai đảng có mối quan hệ truyền thống trong lịch sử, đồng chí Rajai cho biết các đảng viên Đảng Cộng sản Ấn Độ cũng gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bác Hồ. Cho rằng hai nước có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác nhiều lĩnh vực, đồng chí Rajai khẳng định sự ủng hộ, bày tỏ tình đoàn kết quốc tế với Việt Nam, nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay, việc tăng cường hợp tác giữa hai đảng Cộng sản là rất quan trọng. Tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist Sitaram Yechuri, đảng cầm quyền tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và tin cậy. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist khẳng định Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Ấn Độ tạo dựng và các thế hệ lãnh đạo hai đảng luôn sát cánh ủng hộ lẫn nhau. Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist đã và sẽ tiếp tục kêu gọi các chính đảng khác ở Ấn Độ ủng hộ phát triển quan hệ với Việt Nam. Đồng chí nêu rõ, xu hướng tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam xuất phát từ tình cảm, mong muốn và nhu cầu của người dân Ấn Độ. Tại cuộc tiếp lãnh đạo Đảng Quốc đại Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn và bày tỏ sự trân trọng những tình cảm và sự đóng góp của Đảng Quốc đại cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển đất nước của Việt Nam. Nhấn mạnh Việt Nam luôn là người bạn thủy chung của Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo Đảng Quốc đại Ấn Độ tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới, đáp ứng nguyện vọng và mong muốn của nhân dân hai nước. Lãnh đạo Đảng Quốc đại Ấn Độ khẳng định Đảng Quốc đại luôn ủng hộ Việt Nam và đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Chủ tịch đảng hiện nay là bà Sonia Gandhi, con dâu của cố Thủ tướng Indira Gandhi, người luôn coi Chủ tịch Hồ Chí Minh như người cha nuôi của mình. Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021, hôm nay đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh và Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc tới Giám mục Giáo phận Bắc Ninh cùng các linh mục tu sĩ và đồng bào giáo dân trong giáo phận đón một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc, đồng thời mong muốn Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt sẽ tiếp tục vận động các linh mục tu sĩ, đồng bào giáo dân thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng chung tay góp sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị trong thời gian tới, Tòa Giám mục tiếp tục tuyên truyền vận động giáo dân trong giáo phận tổ chức lễ Giáng sinh vui tươi, ấm áp và thực hiện nghiêm nghị quyết 128 của Chính phủ. Cùng ngày, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã đến thăm và chúc mừng Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động tín đồ thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Hôm nay, đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Lai Châu. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, mặc dù cũng bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhưng trong năm 2021, tỉnh Lai Châu có nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Năm 2022, thời cơ lớn nhưng thách thức cũng lớn. Tỉnh Lai Châu cần chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, nhưng phải hài hòa, thích ứng để phát triển kinh tế. Trong công tác điều hành cần bám sát nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025. Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm đồn biên phòng Hủy Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu và tặng quà cho 8 hộ gia đình khó khăn, 4 học sinh là con nuôi của bộ đội, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Hủy Luông, công an và ban chỉ huy quân sự huyện Phong Thổ. Xin được chuyển sang thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hà Nội. Ngày hôm nay, tổng số ca mắc mới trên địa bàn đã giảm hơn so với ngày hôm qua. Và thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ngay sau đây. Thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 1.330 ca dương tính mới, trong đó có 574 ca ngoài cộng đồng, 503 ca tại khu cách ly và 253 ca tại khu phong tỏa. Các ca bệnh phân bố tại 217 xã phường thị trấn thuộc 28 trên 30 quận huyện, cụ thể như sau: tại Hai Bà Trưng 436 ca, Long Biên 239 ca,
Hoàng Mai 113 ca, Thanh Trì 106 ca, Nam Từ Liêm 100 ca, Hà Đông 64 ca, Gia Lâm 39 ca, Đống Đa 37 ca, Bắc Từ Liêm 35 ca, Cầu Giấy 34 ca, Tây Hồ 27 ca, Ba Đình 22 ca, Hoài Đức 11 ca, Ba Vì 11 ca, Hoàn Kiếm 9 ca, Chương Mỹ 8 ca, Thanh Xuân 7 ca, Đông Anh 5 ca, Phúc Thọ 5 ca, Sơn Tây 4 ca, Đan Phượng 3 ca, Sóc Sơn 3 ca, Thường Tín 3 ca, Thạch Thất 3 ca, Mê Linh 3 ca, Phú Xuyên 1 ca, Thanh Oai 1 ca và Mỹ Đức 1 ca. Như vậy, tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 22.797 trường hợp dương tính. Thưa quý vị, để kiểm soát và kịp thời ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào Ninh Bình, đặc biệt là từ Hà Nội, ngày hôm nay tỉnh Ninh Bình đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người về từ Hà Nội. Những người về từ Ninh Bình từ vùng dịch cấp độ 1-2 và đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vaccine thì khai báo y tế để được hướng dẫn cách ly y tế tạm thời tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm PCR gộp mẫu sau khi âm tính mới được làm việc và sinh hoạt bình thường. Đối với người về Ninh Bình thuộc vùng dịch cấp độ 2 mà chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine, người về từ vùng dịch cấp độ 3 và 4 và vùng có yếu tố dịch tễ phức tạp tiếp tục được quản lý theo quy định. Riêng người về Ninh Bình trong thời gian ngắn dưới 2 ngày thì không phải cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm tại Ninh Bình, nhưng phải xuất trình được kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 bằng phương pháp PCR trong 48 giờ. Tại dự thảo thí điểm áp dụng biện pháp phòng chống dịch với người nhập cảnh bằng đường hàng không đang lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, Bộ Y tế đã đề xuất người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 thì chỉ phải cách ly tại nhà, khách sạn, nơi lưu trú trong vòng 3 ngày. Bộ Y tế yêu cầu tất cả những trường hợp trước khi nhập cảnh vào Việt Nam phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2, trừ trẻ em dưới 2 tuổi. Đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề xuất chỉ cách ly tại nhà, khách sạn, nơi lưu trú trong 3 ngày và làm xét nghiệm PCR vào ngày thứ 3. Nếu kết quả âm tính từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 14, người nhập cảnh chỉ phải theo dõi sức khỏe thay vì phải cách ly tập trung 7 ngày sau đó như hiện nay. Đối với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Những trường hợp này xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày. Thưa quý vị, chiều nay bão Rai tiếp tục mạnh lên thành bão cấp bão siêu bão và với sức gió mạnh nhất là cấp 16 giật trên cấp 17. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Rai là trường hợp hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây và có cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng. Vị trí lúc 16 giờ ngày 16 tháng 12, bão Rai hoạt động trên vùng biển Philippines với bán kính gió mạnh trên cấp 6, rộng khoảng trên 300 km. Đến chiều và tối ngày 17 tháng 12, bão Rai sẽ vượt qua khu vực phía bắc của đảo Palawan, Philippines và đi vào Biển Đông, sẽ trở thành cơn bão số 9 trong năm 2021. Sau khi đi vào Biển Đông, cường độ bão giảm còn cấp 13, 14, giật cấp 17. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định đây là một siêu bão hoạt động vào cuối mùa, khi đi vào Biển Đông vẫn có cường độ rất mạnh lên tới cấp 13, kết hợp với không khí lạnh tăng cường sẽ gây ra gió rất mạnh cho khu vực vùng biển giữa Biển Đông. Sóng biển rất cao nên rất nguy hiểm cho tàu thuyền, kể cả tàu có trọng tải lớn. Vì thế, tàu thuyền ngay từ lúc này cần thực hiện nghiêm túc việc tránh xa khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh, nhất là khu vực có khả năng tâm bão đi qua. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành công điện số 1737 về ứng phó khẩn cấp với siêu bão sắp vào Biển Đông. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, UBND các tỉnh, thành phố ven biển hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền di chuyển về nơi tránh trú an toàn. Các bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải, Quốc phòng và các bộ ngành có liên quan, theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó với bão, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển. Các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin kịp thời diễn biến của bão, công tác chỉ đạo ứng phó để người dân biết và chủ động phòng tránh. Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26, Chính phủ Việt Nam đã có những cam kết trước cộng đồng quốc tế trong việc giảm phát thải cũng như nỗ lực bảo vệ rừng.
cuộc thi đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu giảm nhẹ rủi ro thiên tai là một trong những hướng mới để người dân chung tay thực hiện cam kết. Cuộc thi do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động nhằm tìm kiếm các ý tưởng, các sáng kiến, mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, có tính ứng dụng và có giá trị cao. Những lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp được khuyến khích hướng đến tại cuộc thi. Cuộc thi sẽ nhận bài từ ngày hôm nay đến hết tháng 6 năm 2022. Những mô hình, giải pháp và tác phẩm đạt giải sẽ được tuyên truyền, nhân rộng cũng như đưa vào các chương trình giáo dục và đào tạo, nâng cao nhận thức của nhân dân về biến đổi khí hậu, thực tế hóa công tác quản lý nhà nước với hoạt động xã hội. Chính phủ đã ban hành nghị định số 108 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng so với hiện tại. Đối tượng điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quân nhân, công an đang hưởng lương hưu hàng tháng, cán bộ xã, phường, thị trấn, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, đồng thời thực hiện tăng lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1993, tức là tăng thêm 200.000 đồng đối với những trường hợp sau khi điều chỉnh vẫn thấp hơn mức 2,3 triệu đồng một tháng. Đây chính là một cái chính sách thể hiện cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người về hưu trước năm 1993. Bản chất mà nói đấy thì cái số người này về hưu trước năm 93 của chúng ta cũng không còn đáng bao nhiêu. Nhưng mà đây cũng là thể hiện một cái sự quan tâm, một cái sự tạo điều kiện để cho những người có lương hưu hiện nay đang thấp có cái mức sống nó tốt hơn. Theo các chuyên gia, mức tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho các nhóm đối tượng theo quy định của Nghị định 108 là còn khá nghiêm tốn, song phần nào sẽ giúp cải thiện cuộc sống và giảm bớt khó khăn cho người về hưu, đặc biệt là những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thấp trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Sáng nay, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Nội vụ và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA đã tổ chức lễ công bố chương trình giáo dục giới tính toàn diện trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Hà Nội với hình thức trực tuyến. Đây là chương trình học trực tuyến thông qua website giáo dục giới tính.online được kỳ vọng sẽ tác động đến nhận thức của người học, của đội ngũ quản lý giáo dục các cấp, cán bộ, giảng viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về sự cần thiết trang bị kiến thức sức khỏe giới tính và phòng chống HIV/AIDS cho người học nhằm xây dựng một môi trường học tập lành mạnh và an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tối nay.